Kính thưa quý bà con cô bác, bây giờ là Minh Toàn đang hiện tại là đang đứng trong công viên rồng của khu Sunwood Quảng Ninh. Và hôm nay là Minh Toàn vào trong này để gửi các hình ảnh đến quý bà con cô bác. Bây giờ Minh Toàn vừa vào xong, Minh Toàn sẽ đi một vòng xung quanh đây để xem có cái gì thú vị để gửi đến quý bà con cô bác nhé. Đây, nhiều trò chơi lắm. Đây, trong này thì các cái trò chơi, những trò chơi cũng khá mạo hiểm, thành nó thu hút cho các bạn trẻ rất là nhiều. Đây, vườn hoa khá đẹp, quý vị ạ. Wow, trắng ấy nhỉ. Đây là các cái trò chơi, và nếu mà muốn chơi trò chơi thì có phải mua vé không? Chưa biết được là có phải mua vé không nữa ta. Ở trong này thì nhiều điều bất ngờ lắm quý bà con. Ở đông phết nhỉ. Học sinh là nhiều. Lên đấy hay là vào trong này? Các em này đang còn bảo chơi trò nào. Đấy, mình sẽ lên đây mình chơi. Đây có một cái cầu khá đẹp luôn. Đây các trò chơi cho trẻ con này. Đấy. Em chụp ảnh đâu? Đây, cáp treo là cái cáp xa đầu kia đấy. Và cáp đấy là đi sang bên Hòn Gai, khu vườn Huyền Bí. Đấy, chơi kia kìa. Đấy, vèo kia kìa. Hay là chơi trò đấy, vào đấy xem trò đấy xong rồi hả? Ngốt là sao? Vào chơi cho vui nhỉ. Thế thì đến cái khu này làm gì?
đâu? Bò, ngựa đâu? Chắc không? À, chắc không, không cho tôi ngựa. Trong này là cũng trồng rau luôn, có cả thùng rau. À, chèo thuyền nữa này. À, trò này thì nghe vẻ không không vui lắm nha. Nghe nào. Trong này đẹp hơn nhỉ. Trò chơi vui chơi giải trí với cảnh ở đây nhiều đẹp hay không tùy con mắt của từng người. Hắn như em thấy không đẹp nhưng mà người khác lại thấy đẹp. Có cả các cái tượng bò, tượng các con bò. Không, không có lối lối vào thì là xe không cho cơi, còn nếu mà cho cơi lên các con bò này là nó phải có cái lối vào. Bên này, bên này là có cái tượng đá thác nước nhân tạo và Minh Toàn sẽ đi vào chỗ kia. Cùng Minh Toàn vào chỗ kia nhé. Đợi tự xuống quá. Ở đây có mấy chú lợn, mấy cái tượng con lợn khá đẹp luôn. Vừa đi trong này là vừa có nhạc nghe luôn đấy bà con. Và cái nhà này không biết là nhà gì đây. Đây, mình toàn sẽ đi vào cái nhà này. À, nhà này nó không cho lên. Dòng sông thử thách, nhà hát hoa đăng, bò sát đụng độ, hành trình bí ẩn. À, mình thử đến hành trình bí ẩn đi. Đấy, có rất là nhiều trẻ em đến đây chơi. Hành trình bí ẩn. Lối vào hành trình bí ẩn. À, mình thử vào hành trình bí ẩn nhé. Chúng mình toàn vào hành trình bí ẩn xem như thế nào nhé. Thank you.
Thế này là hết một hành trình bí ẩn. Cái này không thú vị lắm. Đi ra. Trong này có cả một con xe ngày xưa. Đấy, các cái bình này là bình rượu, giả rượu, bằng gỗ thật đấy, bằng nhựa người ta sơn trả gỗ. Đây là lên hành trình bí ẩn. Em thích chơi trò gì không? Wow, trong này rộng lắm kia bà con. Để mà đi chơi hết được trong khu này chắc cũng khá là vất vả đấy. Nên khi mà quý bà con mà chúng ta mà đi chơi trong khu này thì tốt nhất là những chị em phụ nữ là chúng ta không nên đi chạy cao gót. Chạy cao gót giống như em này là em đi từ nay giờ là đau chân rồi. Đây là có cái thác nước. Đấy, thác nước này và có hàng trồng ngoài bên khá là đẹp luôn. Đây rồi, có một cái trạm dừng chân. Minh Toàn là khả năng Minh Toàn phải dừng chân một chút để uống nước. Này Nga. Trong này cũng khá đẹp luôn ha. Rất là rộng luôn bạn. Đấy, có cả cái trò chơi quay kia. Và đây là một cái điểm mà giúp cho ông ta uống nước để giải nhiệt sau những cái thời gian mà chúng ta đi. Có uống nước không? Ăn thì anh biết ăn thì phải vào hỏi xem có gì ăn không. Cái bánh cái quần kia về không? Bánh ở trong túi đây. Ăn muốn ăn cái gì ấy phải vào hỏi xem thử. Và đây là một cái điểm ăn nhẹ để giúp chúng ta nạp thêm năng lượng để chúng ta đi chơi rất là rộng luôn. Thì bây giờ là Minh Toàn xin phép dừng video này ở đây để Minh Toàn sẽ ăn một chút gì đấy nhé.